mới, Tuấn xin mến chào đại gia đình thân mến nha. Hôm nay Tuấn đang có mặt ở đây là km 35, bến xe Tân Phú. Ở đây là Tuấn đang chờ anh Tùng Chùa xuống rước Tuấn đi Quá Giang, đi về Gò Cảng, Gò Dầu để Tuấn lấy cái xe máy, để vài bữa nữa Tuấn đem lên ngã ba Trị An để đi làm nhà cho nó tiện đó mọi người. Tuấn cũng mới nghỉ việc ở chỗ chú Hóa thì chú bán xe, chú bàn giao tài xế rồi. Có lẽ chú bán xe, chú đổi xe mới, xe nó vật quá. Chỗ này là ngay nhà xe Phương Trang luôn. Ngay đây mình đi lên một xíu là tới rừng Giá Tị. Chú mặt mọi người đó. Rồi chờ anh Phương Chùa tới. Tới nhà. Xe anh Phương Chùa tới rồi. HD 700 chạy quá mướt luôn. Ôi chào anh luôn chùi nha. Xe thơm quá. Cho em xin tắt cái nhạc được không anh Tùng Chùa? Xe mọi người nhìn có nhận ra ai đâu. Rất là quen thuộc. Anh Tùng Chùa đó, Tùng Chùa Bảo Lộc. Xe thơm quá. Anh chơi chai rượu Tây luôn. NC luôn. Ngày nào cũng làm chuyến anh. Cái này ngày nào cũng chuyến hết. Nếu đi tập ngày nào cũng chuyến, không quay đầu. Tính ra bên anh Tùng Chùa tính ra chạy dữ ha. Hàng hóa ổn định ghê chứ. Bên em chạy chán quá. Ăn ngày nằm ngủ không? Cái này bữa ông nào mới tặng cho đó hả? Ông chú bên Mỹ mới tặng á. Khán giả bên Mỹ. Dạ. Anh có coi không? Thì là có con rồi. Dạ. Xe anh mới sửa lại sao thấy êm quá, bữa nghe nói bị khói hả, ra khói hả? Là heo bét. Heo bét hả? Thì ru ha, bên trai 700 ngon ha. HD 700 á. Bước rượt, máy lạnh mát ghê luôn, mát rượi luôn mọi người. Xe này là VIP rồi á. Giờ anh em mình đang chạy đang hành trình, đang đi đường tới rừng Giá Tị rồi cả nhà. Trước mặt mọi người là rừng Giá Tị. Này năm số lỡ anh. Năm lỡ. Chạy sẽ nhẹ nhàng quá. Chung nó có chạy mình bắt được chớn nó thì nó nhẹ. Còn chạy mình mất chớn nó rồi cũng mệt đó. Anh gắn bó với xe này lâu chưa? Hơn năm rồi. Hơn năm. Em thấy mấy tài xế bên Thực Sáng thấy chạy lâu bền ha. Nói chung cũng ra vô cũng có ha. Không, ra vô ít lắm. Nói chung là mức lương ok thì anh em cũng gắn bó luôn. Công việc nó ổn định á. Yếu cái mình lỡ cái hả? Yếu lỡ cái. Nhấp côn cái là vô cái. Mỗi xe mỗi kiểu khác nhau, nhiều loại xe. Năm mà năm thành 10 đó. Năm thành 10. Năm thành 10 lỡ thôi. Ai mới xuống tóc cho anh vậy? Bữa, em nhớ bữa em mới xuống tóc cho anh đây mà giờ mới xuống nữa. Lâu lắm rồi không gặp anh Hùng Móp. Hùng à. Bé than đồ sau á. Biết bóng chưa? Thấy anh chạy liên tục quá mà. Anh cũng cày dữ lắm á. Sao ngay dốc này yếu vậy ta? Số 3 diêu ga. Kiếm lúa đó. Hiểu rồi. Chủ yếu là cái đó. Được sáng kìa. Vô đồng đội của anh. Đồng đội đồng đội qua là đá đèn ha, vui ha. Đây là rừng Giá Tị nha cả nhà. Ở đây thì khung cảnh rất là thân quen đúng không mọi người? Có ai ở đây cho Tuấn một điểm danh cho một chấm nha. Qua đây là một chiếc Điện Linh. Giờ này mà anh mới vừa đổ đèo Bảo Lộc chắc cũng đuối ha, kẹt lắm rồi. Này cũng kẹt.
hơi cực á, đèo Bảo Lộc nó hơi cực á. Chưa, mấy hôm nữa. Tháng 4 đi về á, 1 năm á. Đó, đừng nhớ tỷ đó cả nhà. Rồi, tiếp tục hành trình. Uống nước đi đó kìa. Rồi, được anh. Ủa anh uống sâm nè, sâm cho có sức à? Đâu, cái hộp là hộp ấy. Tưởng đâu uống sâm nữa chứ. Hôm 6 hôm chơi nguyên chai nước hoa 2 triệu mốt luôn rồi. 6 6 già. 6 và 6 đí, 6 già. 6 già, 6 đí. À, uống biệt danh là 6 đí hả? Ừ, người 6 đí với người 6 già. Anh biết ông lâu rồi hả? Biết lâu chứ, ông chạy xe đã biết rồi mà. Ông vui lắm á. Hỏi ông mấy này làm gì, làm ăn được không bố? Ông nói ông ăn hải sản hết tiền rồi. Xe anh Tùng bị vấn đề ấy, hàng gì mới lên xe mình thấy yếu yếu rồi. Bị đổi ti anh. Tự xử luôn á, có nhiều cái tài xế phải tự xử á mọi người. Mình tự xử luôn. Xe này thấy có vẻ yếu yếu rồi, chạy thấy yếu. Tại vì đó. Xử lý rồi. Chế cái vàng ấy cũng đẹp không ạ? Vàng đây là vàng cũng tự gắn luôn á. Này dùng bằng mấy cái lớp cao su á, mình cắt ra nó nhìn rất là đẹp. Nói chung này khắc phục xíu cũng xong rồi, không có gì là khó khăn hết cả nhà. Cái xe của Tuấn còn vật nhiều hơn cái xe này nữa. Trước mặt là một đồng đội Như Linh. Bây giờ anh em đang tới Đá Ba Chồng, Định Quán, Đồng Nai rồi cả nhà. Thấy khung cảnh đẹp không? Đẹp trời không mọi người? Giờ này cũng 4 giờ mấy, gần 5 giờ rồi. Đây là những hòn đá Ba Chồng này. Lên một xíu nữa là sẽ có mấy đá Ba Chồng rồi. Nét đẹp của Đồng Nai đó là rất là ấn tượng ở cái khu này. Hàng tới hàng không biết là nó có từ bao nhiêu đời rồi. Lúc mình sinh ra là đã có rồi đó. Đó, đây là Đá Ba Chồng nè mọi người. Ở đây nè, gần tới Đá Ba Chồng chứ chưa tới. Đó, khung cảnh buổi chiều rất là... Định Quán qua cháy nhà máy tơ à? Cháy đâu anh? Tơ lụa ở Định Quán này, thấy à. Nó trên mạng á. Dữ vậy hả? Báo đó. Trước mặt mọi người kia mới là Đá Ba Chồng. Còn đây là mấy đá 4-5 chồng gì đó, mình cũng không biết nữa. CMC quen luôn. Mấy ông nhỏ con xe máy ẩu lắm, cứ chẹt chẹt chặt đầu không. Kẹt quá đi rồi này. Lát nữa lên cái dốc này anh bò đuối luôn á. Bên trái này chắc bò cái dốc nó đuối luôn. Chốc 12. Đây là mình mới qua, đây là giáo xứ Định Quán nè cả nhà. Giáo xứ Định Quán. Đây mới là Đá Ba Chồng đây mọi người ơi. Đây mới chính xác là Đá Ba Chồng. Quay cận cảnh cho mọi người coi. Máy lạnh HD 700 lạnh buốt luôn. Tê người luôn. À, đây là Đá Ba Chồng nha cả nhà. Đây chính xác là Đá Ba Chồng đó. Rồi, tiếp tục hành trình. Có những cái gì hay mình sẽ quay tiếp cho cả nhà coi. Cả nhà, nhưng mà nói thật thì rất là tiếc cái HD 700 này chạy quá yếu. Không thể nào mà lên như cái này bắt phọt thì vẫn lên được số 4, số 5 đây. Đó, đây mình lên một xíu nữa là rẽ trái là sẽ vô khu du lịch Thác Mai.
như khu du lịch Thanh Mai này là vô gần nhà anh xe đầu kéo LD á, anh Mai Phương á, anh biết anh Mai Phương không? Không. Mai Phương quen đồng móc á, anh là cũng làm YouTube luôn. Đây là vô Thác Mai. Bò vậy nó Mai mới... Phương là ông Hoàng á. Ông toàn, à? Toàn râu á. Toàn râu chạy hết đây luôn hả? Toàn râu hồi xưa chạy Hino bên cái rồi giờ chạy đây hả? Giờ à, đang ở nhà thôi, nghỉ rồi mà. Hồi nay bữa nay có một cái quán cà phê lạ. À, quán này đông lắm, tối thấy đông. Nhìn đẹp á, nhìn đơn giản mà đẹp chứ ha. Còn mấy cái cây tre thôi mà đơn giản mà đẹp. Rồi cũng còn nói chung là mỗi dòng xe nó có một cái ưu điểm và một cái nhược điểm đó mọi người. Không thể nào mà ra dòng nào giống dòng nào được. Nhưng mà HD 1000 là cái chỗ này là lúc luôn á. HD 1000 số 4, số 4, số 5. À. Đài đổ rất là lắc. So ra thì cái Mỹ á, xe Mỹ mình đổ rất là đầm. Mấy cái đầu băng này đổ dốc là mình cảm giác thấy rất là lắc và rất là tưng. Tốc độ nhìn chóng mặt luôn á mọi người. Ngồi là mình choáng luôn á. Mình cũng chạy xe mà mình thấy mình choáng luôn á mọi người. Mấy cái dốc này thấy dữ lắm á. Mà cũng không bằng mấy dốc Đắk Nông anh. Đắk Nông anh cũng đổ ra luôn á. Xe Mỹ nó đầm hơn. Qua đây là những ngôi nhà không bao giờ được có tiếng cười. Thành phố buồn, phía tay trái mọi người là thành phố buồn. Đây. Mai táng Phú Ngọc. Mọi người có thể nhìn thấy tốc độ rất là khác so với xe Mỹ đúng không? Xe Mỹ cái đầu mình nó dài á, mình nhìn tốc độ nó rất là chậm. Nó có cái mũi cản á, còn này đầu nó bằng, tốc độ nhìn rất là cao, mình ngồi sát bên cảm giác thấy là nếu một người ngồi sát bên thì cảm giác thấy rất là sợ. Người yếu tim trái ra quần luôn. Vừa uống vô mát à, cũng biết lựa quán à. Sao nhìn mặt kinh kinh vậy? Thấy dừng xe là kênh mặt. Mới học về hả con? Đây, ở đây có bán gì thuốc chữa viêm xoang nữa mọi người. Đây. Đó. Đeo bảng luôn nè, đặc trị viêm xoang luôn. Anh em nào bị viêm xoang đi tới mấy chỗ này có bán thuốc viêm xoang luôn. Gái hả? Con em còn lớn dữ rồi. Lớp 2 rồi đó. Sao em máu rồi? Hai đứa rồi. Ủa? Thì nó đi vào mất 10 ngàn không? Nó cho em đâu mà cho anh đâu? Dạ, em cao 1m7 không? Dạ. Em cao 1m7 không? Dạ không, em có 1m6 thôi. 1m6 à? Sao cao dữ trời. Cao nó mà cao. Gái hả? Con em chắc mày mốt cũng cao hơn em á. Cao hơn không? Con em cao hơn. Anh giờ em cao hơn không? Cao hơn xíu. Xíu à, với mình của mình 6 mà trong đó mình ta. Em chạy 1m7 á. Chú đi luôn nha bé ơi. Bye bye nha. Đi học bài đi. Mấy anh xe rau đang đổ xuống, đạp tốc độ rất cao. Hiện tại anh em mình đang có mặt tại hai hàng cao su gần tới Thống Nhất rồi cả nhà, gần tới địa phận ngã tư Dầu Dây. Xe rau đổ xuống Sài Gòn rất là nhiều. Xe rau thì đổ thì nói về tốc độ thì khỏi nói rồi,
phải chạy cho kịp chợ. Nếu có dịp, nếu mà có anh em nào chạy xe râu cho Tuấn theo một chuyến để làm một cái cuộc hành trình trải nghiệm nha cả nhà. Anh em nào tài xế xe râu vô cho Tuấn một bình luận nha. Có gì có duyên anh em mình trải nghiệm một chuyến cho biết xe râu Đà Lạt như thế nào nha. Trong đường luôn mọi người. Ủa, tàu voi sao mà tới xe quay đầu nhiều như vậy Tuấn? Đấy mọi người thấy không, xe râu chạy dữ không? Vượt trong luôn á, vượt quay trong đầu nè. Vượt trong nè, vượt ngoài. Tại vì giờ này gấp giờ buộc mấy xe râu phải phải chạy để kịp giờ đó. Ngày mai á hả? Đây là phút gia kiểm cả nhà. Qua đây là ngày mai tàu đông đầu mới vô. Cái trái là cây xăng Thanh Sơn. Cây xăng này rất là quen thuộc đúng không cả nhà? Tao thấy giờ mình qua khỏi cái xăng Thanh Sơn này có chừng mấy cây số rồi tới ngã tư Dầu Dây. Tao thấy nó là thật không. Giờ anh em đang tới trạm thu phí Long Thành nha cả nhà. Này còn khoảng mấy cây số nữa là tới Vedan nè. Giờ bám theo xe này để đỡ tốn vé nha mọi người. Đó, qua vậy là mình đỡ tốn được 157.000. Ủa nó có ghi số mình lại không anh? Ghi kè đó chưa. Hay gì kỹ thuật à, tính anh cũng kỹ thuật đó nhé. Được ba bữa cơm hả? Canh dữ á nha. 157.000 nãy giờ tôi đu đi, tôi không vượt qua nó không biết rồi. 157.000 là được ba dĩa cơm á, là đu à, gọi là đu à. Nghe mấy là mình bám đu bám biết đó thôi. Bám tuyệt chiêu ha, này gọi là tuyệt chiêu của anh em Busit. Đi về là được 300 mấy rồi. Tôi về mà xe con quá thì thôi. Gặp xe con á. Nó đâu có dám dỡ cần xuống hả? Dỡ quất luôn. À. Nó cụ trọ thì giúp đi giật ra là xong chứ có gì đâu mà. Đây cho văng mấy lần rồi đó. À, chứ nó không ghi số xe là. Ngày trước thôi, bây giờ nó ấy thêm. Nó thẳng ra là cái này nó cũng hết dự kỳ đó. Thêm rồi. Nhưng mà nó làm thêm đó, nó cũng không nói mình được. Là gọi là tuyệt chiêu ha, bí mật của anh em Busit. Không riêng gì Busit, anh em Vũng Tàu là biết cái tuyệt chiêu này đó. Thấy em mới gửi em thấy mấy xe Ford cũng đu miếng vậy. Mày đu chưa? Em đu có một lần mà xém đụng đít thằng kia. Chưa quen, chưa có kỹ thuật. Phải sát mới được. Phải sát. Hả? Lỡ nó thắng gấp cái thì sao? Thắng gấp đi mình phải thắng. Mình lúc nào mình phải nhìn cái đít đó. À. Quá dữ dằn luôn. Một tuyệt chiêu mới. Hôm nay mọi người để mở rộng thêm tầm mắt à, biết thêm một cái hay mới nữa. Giờ anh em qua đây là bánh bao 69 hai bên luôn à. Chuẩn bị vô cảng Gò Dầu. Cảng Gò Dầu thì cũng quay nhiều rồi, cũng không có gì đặc biệt. Chọn thôi để chậm. Xe bò đường phố về đêm vắng em. Cái đứa Vũng Tàu này là cũng là một cái nôi của xe công á mọi người, rất là nhiều xe đầu kéo và nói chung là cái ngành vận tải ở Vũng Tàu cũng mạnh lắm, tại vì khu công nghiệp rất là nhiều. Mấy xe này chở mấy cái cục sắt to đảo đồ kỹ. Bây giờ thì anh em mình cũng còn mấy cây số nữa là tới Gò Dầu rồi. Thôi chơi chạy nhanh quá nhưng đi không kịp bốc còi chào video, cả video cũng khá dài rồi. Thôi Tuấn xin chào mẹ, gặp lại cả nhà vào một ngày mới nhất. Nếu thấy hay thì hãy cho Tuấn một like miễn phí nha. Rồi xin chào cả nhà.